Paulo. Đinh Viết Tú. Rõ ràng là điều kiện mặt sân không tốt ảnh hưởng đến những tình huống, những đường truyền cuối cùng của các cầu thủ trên sân. Đinh Viết Tú cũng là một cầu thủ có kỹ thuật tốt và có những quả tạt cực kỳ khó chịu. Anh Hùng. Nguy hiểm. 1-0. 1-0 cho Quảng Nam. Rất bất ngờ, đó là pha phản lưới nhà của Hoàng Vi Sai. Một tình huống tấn công được khởi nguồn từ cái chân trái rất khéo của Đinh Thành Trung. Anh đi vào trung lộ và sau đó mở ra một tình huống trồng biên rất hay cho anh Hùng. Hoàng Vi Sai đã có thể thành công trong hai pha cản phá trước đó, nhưng ở một tình huống tạt bóng tầm thấp rất bất ngờ và có lực rất căng thì Hoàng Vi Sai đã để bóng bật người và hướng về phía cầu môn. Văn Toản cho dù đã có sự chuẩn bị nhưng cũng không kịp phản ứng với pha bóng vừa rồi. Và thủ môn Hải Phòng đã phải vào lưới nhận bóng đầu tiên ở mùa giải này. Chúng ta cùng xem lại. Đó phải là pha bóng mà công của Đinh Thành Trung là rất lớn. Anh đã khiến cho Mạnh Hùng mất phương hướng, tạo khoảng trống và thời cơ thuận lợi để anh Hùng đưa ra một tình huống căng ngang nguy hiểm. Những pha xử lý cực kỳ kỹ thuật của Đinh Thành Trung hút Phạm Mạnh Hùng vào trong và sau đó mở ra một khoảng trống rất lớn để cho anh Hùng băng lên. Không có tiền vệ trái nào của câu lạc bộ Hải Phòng về hỗ trợ Phạm Mạnh Hùng trong pha bóng này và để cho anh Hùng thoải mái băng lên và thực hiện cú căng ngang vào phía trong. Lựa chọn của anh Hùng cũng là rất sáng suốt trong điều kiện thời tiết trời mưa sân trơn.